Xin chào các bác, chào mừng các bác đến số bên câu nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho các bác một lô cần nữa nhá. Lô ngày hôm nay thì lại tổng hợp các dòng để cho các bác chơi. Cần lua, cần lục, cần dích, iso, dây trong. Đấy, mỗi loại một chút để cho bác chọn nhá. Các bác xem clip của em ngày hôm nay, ưng như nào thì báo cho em. Đấy, số điện thoại chốt hàng của em là 0326 267 369. Em để góc màn hình của nhá. Các bác ưng cái nào các bác báo cho em. Chiếc cần này là một chiếc cần của LFT. Con này em đã đăng một lần rồi nhá. Con này thì nó là hàng tuyển, hàng đẹp mới tinh. Sinh ra là nhiều các bác nào thích rẻ thì lại không chơi được con như thế này. Con này thì bình thường thì nó khoảng tầm 800. Nhưng mà con này đang có hộp bao đầy đủ quá nhá, mới tinh. Sinh ra con này nó sẽ đắt hơn một chút xíu. Con này thì hợp cho bác là sưu tầm. Đây sẽ làm chiếc cần LFT. Các bác nhìn này, cần cực kỳ mới nhá, chưa sử dụng. 54 đột 2 bản carbon. Tên con này là Custom nhá. Đấy, cần mới cứng luôn, có bao đựng và hộp. Giá mới con này đang là 14.000 yên các nhá. Giá này em bán 1 triệu con mã số 1 này, giá sẽ rẻ bằng 1/3 so với khi bác mua mới. Đấy, cực kỳ đẹp nhá. Đây lại tiếp tục quay cho bác xem cái phôi. Ở phôi này sẽ là carbon săn vòng. Đấy, nổi gân lên cho bác nhìn rõ. Khuyên với cả phôi thì không phải chê nhá, chưa sử dụng. Đấy, cần rất là đẹp. 5m4 đọt số 2. Khuyên bát Fuji, loại sứ xám. Nhưng chỉ cần có hộp như thế này thì nó sẽ có thông số trên cần, em sẽ không phải bóc nhiều nhá, các bác chỉ cần ưng là chơi thôi. Đấy, chứ cần là bình thường mua muốn mua cũng không được mới cái này đâu nhá. Đấy, cái này là thuộc dòng hiếm, các bác cứ mua về các bác trữ ở trong trong nhà ấy, để sưu tầm khi nào cần thì các bác chơi, hoặc không các bác có thể sang nhượng lại nhá. Đẹp bây giờ là càng ngày càng hiếm nhá, đồ bãi bây giờ càng ngày bắt đầu càng ít đi. Rồi, mã số 1 này sẽ có chiều dài là 5m2 các bác này. Đây các bác nhá, nói chung là em thì cũng thỉnh thoảng lại gặp cái trường hợp như thế này. Rõ ràng ghi là 18 nhá, là nhân với 3, 30, 30, 83, 24 sẽ là 54. Nhưng mà thông số ở đây ghi nó chỉ có 5m2 thôi nhá. Đấy, các bác bảo hụt thì em cũng nhiều cây nó rất là khó, rất là dị. Đấy, dài 5m2, 6 lóng, thu gọn 101 cm, nặng 270 g, ngọn là 1.4 ly nhá, ngọn khá to quá nhá. Con này bản đời đời khá cổ nên là nó rất là ngọn rất to luôn, gốc 2 chấm, độ cứng từ 25H, chơi carbon 74%, giá 1 triệu tròn, mã số 1. Đấy, hàng đẹp. Mã số 2 này. Số 2 sẽ làm chiếc cần thuộc dòng vừa lua vừa dích nhá, mã số 2. Con này thì các bác có thể tải mồi đến tận 170 g mồi. Con này là thuộc dòng cứng nhá. Đây sẽ làm chiếc cần giòn còng cắm gốc. Một chiếc cần được sản xuất tại Hàn Quốc. Tên của nó sẽ là Interstat, dài là 1m8. Của hãng Ruby sản xuất. Đấy, các bác lua mồi là 6 OZ nhá, từ 90 đến 170 g, tại PE là từ 2.5 đến 6 chấm. Khoen sẽ là khoen Fuji nó xích, con này sẽ là xích khói nhá, cực kỳ cứng luôn cho bác, để cho bác chơi. Đấy, cứng, độ cứng 7 mồi có và độ dịu để bo cá đều đủ cả nhá. Đầu bu là đầu bu dòng chống xoắn đời mới nhá. Đấy, cực kỳ đẹp. Mã số 2 cân nặng cho bác này. Hai trăm bảy mươi lăm g 2.85 ly. Con này ngày hôm nay lấy các bác là 1.250 k, đại bớt cho con 50. Đợt gần đây hàng lấy khá là khó các nhá, không hiểu lý do. Và số 3. Hàng này thì em trực tiếp lấy từ bên Nhật. Kể cả từ những cái dây buộc hay là những cái thứ như này đều ở đến 100% nhá. Cây số 3 này sẽ làm chiếc cần của hãng Abu nhé. Đây sẽ làm chiếc cần lua một khúc. Bản này là bản cần cực kỳ thanh đó nhé. Và rất là cứng nữa. Bát cực kỳ đẹp luôn. Nhiều các bác có bảo em sao cần nào ấy bảo đẹp. Thì đẹp thật mà. Con nào thì đẹp anh các bác nhìn này.
Đấy, con khác thì chưa dùng đâu. Con cây nào xấu là nhìn là biết ngay. Một chiếc cần lua. Khoen gôn nhá. Trong tất cả cái dòng khoen xích thì dòng khoen gôn này đang là dòng khoen hiếm nhất. Đấy, một chiếc cần Abu nhá, sản xuất tại Nhật, dài 1m8, size L. Tải mồi từ 1/8, 3/4 con Z, tải cước là 8 đến 14 NB. Đấy, một khúc bát cực kỳ chất lượng nhá, cân nặng này. 130 g. Ngọn 2.09 ly. Con này các bác là 1.050.000. Mã số 3. Gà anh em đầy gà. Mã số 4 này. Mã số 4 này sẽ làm chiếc cần của hãng Simlo nhá. Bản này là bản Zodiac. Con này có chiều dài là 1m98 coi nhá. Hôm trước em báo ở đây em nhìn nhầm, nó ghi ở đây là 1.61 nhưng mà đo thực tế là gần 2 mét coi nhá. Rồi, một chiếc cần một khúc của Zodiac bản đời cao nhá. Đít này sẽ bằng carbon. Đấy, con này sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Đấy, công nghệ bát là CI14, chất liệu carbon là Hypowick cơ nhá. Đây này. Con này nó đang được trang bị mấy loại công nghệ đấy nhá, công nghệ carbon này và công nghệ bát này. Đấy. Vân hai da nhá, chân siêu nhẹ, dòng chân siêu mảnh. Nội xúc xích zin hết cho bác nhá, cực kỳ đẹp. Con này sẽ có thông số tải mồi là từ 721 g, tương đương 1/4, 3/4 OZ, cước 8-16 lb. Đấy, giá con này là 1.600.000, mã số 4. Một 109 g, cực kỳ nhẹ. Ngọn 2.23 ly, mã số 4, để cho bác lua. Một khúc thì lua sẽ là dòng lua sướng nhất. Mỗi tội là hơi khó vận chuyển một chút xíu thôi. Rồi, sang mã số 5. Số 5 sẽ làm chiếc cần 3 khúc của hãng Simolo. Chất liệu carbon 2PUX và được trang bị vân hai da toàn thân. Các bác có thể nhìn thấy cái vân hai da nó xoắn như con rắn này. Đấy, được trang bị dàn khuyên là khuyên Fuji, nội xúc xích. Đấy, cực kỳ đẹp, ngoại hình còn mới 98%. Dài 4m05, cứng CX, cứng tương đương 30. Con này 30 thì nó sẽ cứng khoảng tầm 32 của cần lục mà rút coi nhé. Nó sẽ cứng hơn cần rút một chút, 1 đến 2 cái size nhỏ. Đấy, để cho bác lắm bắt được dòng 3 khúc thì nó sẽ cứng thế nào. Ngoại hình còn rất đẹp nhá. Đo cho bác cân nặng và giá này. Nói chung là con này thì đẹp quá rồi. Các bác có thích ngoại hình và thông số là chơi thôi chứ còn không chê gì rồi nhá. Đấy, bản sút custom 4m05 CX, sản xuất tại Nhật. 480 g. Khoan đã, để em đo lại, tại vì hôm nay nó có hai cái quấn. Một cây quấn này là nặng 17 g có nhá. Thôi tháo ra đo cho mình dễ, không nó lại lệch lạc. Bốn trăm bảy mươi gram nặng là ngọn là 3.1 ly, giá là 3.400.000 con này có nhá. Đấy, hôm nay cũng giảm một chút cho bác cái này rồi nhá. Sang mã số 6 này. Số 6 sẽ làm chiếc cần sút của dòng Spinjoy. Ở bản này sẽ là một bản để cho bác đánh đầu cần. Đấy, thông số FX này thì trong tất cả các dòng thì đều ít cơ nhá. EX cực kỳ nhiều. Giống như cần ISO thì 54 quá trời nhiều luôn, nhưng mà 36 4,5 thì cực kỳ hiếm. Cái bản 4,5 này thì nó cũng vậy, nó cũng rất là ít gặp cơ nhá. Tất cả các dòng cần đều không có mấy. EX thì rất nhiều. BX thì dùng nhiều quá hết, còn EX thì cũng đang hiếm không có. Còn FX này thì đâu, EX thì nhiều, FX thì hiếm nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần Spinjoy, sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Một chiếc cần của Simolo. Bản này thì nó sẽ mềm hơn giá bản sút leader một chút. Phôi thì tương đương nhá. Phôi cũng khá tốt ạ. Được sản xuất tại Chila, khuyên bát Fuji nhá. Bản này sẽ không có định vị khuyên. Đàn khuyên thì rất là đẹp. Lắp đít này thì thiết kế giống lắp đít của những chiếc cần sút leader bình thường. Phôi bên trong cũng có đánh dấu màu nhá, đặc biệt là của Simolo là như vậy. Con này đẹp long lanh nhá. Cân nặng cho bác này. 340 g.
2.1 ly. Con này ngày hôm nay các bác là 1.050.000 này. Mã số 6. Mã số 7. Mã số 7 sẽ làm chiếc cần tay giáp khúc giả trúc dài 4,5 m để cho bác chuyên rô giếc. Đấy, con này thì 4,5 m nó sẽ có 5 khúc như này các bác nhá. Độ cứng tương đương tầm 2.5 đến 3H để cho bác câu rô, câu giếc, câu cá khoảng tầm 1 kg đổ về là cực kỳ phê nhá. Và dòng giáp khúc này thì sẽ rất là đẹp. Nó sẽ được trang bị là vân vân giả trúc các nhá. Đấy, có hình cái vân cái trúc ở đây. Được sản xuất tại Nhật nhá. Đấy, cần này thì chính xác trong nhà em đang dùng cây 4 khúc để chuyên đi câu rô dài 3,3 m. Em câu gần bờ thôi. Con này ngọn là 0.9 ly. Cân nặng là 115 g. Giá là 600.000, mã số 7. Sang mã số 8. Đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng không? Ở 8 này sẽ làm chiếc cần lua nhá. Bản lua này sẽ làm chiếc cần bát rết. Bản này câu cực kỳ phê nhá. Một chiếc cần của Shimano sản xuất tại Chila xuất Nhật. Đấy, bản con này thì bát rất là đẹp các nhá. Bát này thùng bát đời cao đấy. Rất là gọn và đẹp. Ở trong cân nó ghi là bát rết các nhá. Thanh này chắc là thanh kim loại nhôm. Được khắc bằng Tinazia. Ở Shimano nhá. Dài con này sẽ là dài 58 mà 63 53 18 84 1m74 thôi. Con này thì gần 1m8. Size ở đây là size ML. Tải mồi từ 7 tận 18 g các nhá. Tải cước từ 10 16 lb để cho bác câu lóc ở hồ nhỏ nhỏ, nặng là 100 g. Gọi là 1.58 ly con này lấy bác là 700.000. Mã số 8, xong mã số 9 này. Số 9 này là một bản cực kỳ hot. Kể cả người Nhật hoặc người Việt đang săn này khá là nhiều có nhá. Đây sẽ làm chiếc cần dây trong được sản xuất tại Nhật. Đấy. Dài 5,2 m, đọt số 3, ngoại hình cực kỳ mới luôn có nhá. Ngoại hình còn rất là đẹp. Những chiếc cần của em thì đều là cần cũ cả. Mua trực tiếp ở bên đấy, nhưng mà cần cũ mà được trang bị mà được cái bộ phôi sáng như thế này thì còn rất là hiếm có các nhá. Vì nó là cần cũ mà được phôi mới này thì rất là đẹp. Còn cần mới thì nó mới tinh thì không nói làm gì. Đây là mình mua cần cũ, giá cần cũ mà được phôi đẹp này rất là quý các nhá. 5m3 5m2 đó số 3, một chiếc cần ISO dây trong của Nhật bản màu trắng tuyết. Đấy, bản này siêu tầm cực kỳ đẹp. Cân nặng con này 320 g. Ba chấm bốn ly. Con này lấy bác là 1.450.000. Nói chung mà tiền tầm nào thì cần tầm đấy nhé. Còn số em bán giá thì bác biết rồi. Sang mã số 10. Mã số 10 sẽ là một chiếc cần của hãng Daiwa dài 4,8 m, đọt 3. Con này em cũng đã đăng rồi các nhá. Các bác làm không chọn cái này thì hôm nay xem mà có thể ưng được thì em sẽ bớt cho một chút xíu nhá. À, đây chiếc cần này ngoại hình rất là mới các bác nhá này. Đấy, phôi con này sẽ vân vải từ gốc đến ngọn luôn. Bình thường những chiếc cần mà bình thường ấy thì ngọn nó sẽ vân vải, con này sẽ vân vải hết nhá. À, phải nhìn thật kỹ cơ, còn trên điện thoại thì hơi khó nhìn, các bác thấy bên trong nó có một lớp mờ bên trong này đó, dạng vải. Đấy, con này sẽ là carbon wicker, khoen sẽ là khoen gold nhá, cần rút ra thẳng tắp như kích thước luôn. 48 đọt 3 khoen sẽ là khoen gold, nói xứ xích nhá. Đấy, bát cũng có chấm điểm ở đây nhá, đặc biệt những chiếc đồ mà liên quan đến gold ấy thì mọi thứ đều vàng. Đít cũng cho lại cũng vàng. Đấy. 48 đọt số 3, nặng là 238 g. Ngọn 1.38 ly và con này. Nên các bác là 1 triệu tròn nhá. Mã số 10. Mã số 11, 11 sẽ là một chiếc cần thông số này thì rất là hiếm nhá. Đây sẽ làm chiếc cần của Shimano siêu nhẹ. Dài là 3,9 m nhưng mà đọt độ cứng nó chỉ có 0.6 thôi nhá. Cái phần chỗ này là chút bẩn này, các bác lau đi giúp em. Thì số em báo các bác này là gần như em không giờ em lấy, em không cần lau chùi gì mấy. Chắc là lười. Đấy.
Vân con này sẽ là vân hai da nhá, carbon là file carbon. Khoen sẽ là khoen xích. Thông số con này thì cực kỳ hiếm, 39.6. Ngọn nó sẽ khá là mảnh. Vân là có định bị lóng nhá. Đấy, ngoại hình cực kỳ đẹp. 36 đợt, 39 đợt 0.6. Để bác câu cá nhỏ cân nặng này. 97 g. Gọn là 0.85 ly. Con này đọt hơi mềm nên các bác là 900k. Đấy, mã 11. Mã 12. 12 sẽ làm chiếc cần của LFT. 5m4 đợt số 3 dành cho các bác nào mà thích đánh cứng cứng một xíu, nhiều anh em thấy phôi đẹp thì mua về hạ tay đều được. Đấy, cần tay Nhật hạ tay thì các bác nào chơi chuyên rồi thì các bác sẽ biết câu nó sẽ sướng hơn so với chiếc cần chi la bản cần tay bình thường. Và biết rằng Nhật thì nó sẽ không khỏe bằng nhưng mà nó sẽ có cảm giác thì nó rất là sướng quá nhé. Đấy, con này dàn khuyên là đẹp quá này, phôi vẫn hai da này. Con này ngoại hình long lanh thì nó khoảng tầm 1,2 triệu một cây. Con này ngoại hình cũng rất đẹp nhé, nhưng không quá lét, ở tầm khá đẹp. Đấy, phôi phía không đẹp, a à, đẹp không lỗi làm gì. Dài 54 lọt 3, cân nặng cho bác này 290 g. Ngoại 1.57 ly. Con này hôm nay bác là 1 triệu tròn. Mã 12. Sang mã 13 này. 13 sẽ làm chiếc cần của Holiday ISO, bản thông số này cực kỳ ít nhé, 4,5 m là số 4. Bát Fuji, khoen Fuji đây sẽ làm chiếc cần của Shimano bản đời mới nhé. Phôi bên trong nó sẽ nhám hết cả thân luôn, nó sẽ nhám thịt này, nó không có độ bóng, nó không có phủ keo bóng mà nó có một lớp phủ keo nhám quá nhé. Đấy. Ở tất cả đầu cần đều có một cái lớp vân carbon nữa để gia cường, để chống nổ đầu cần của anh rõ không ạ? Từ đang nhám chuyển đen này, cái này là cái chống nổ đầu cần nhé. Đấy, cần nào cũng có thôi, kể cả ISO nào cũng có, nhưng mà cái cần này nó sẽ không phủ lớp phân bóng lên là nhìn nó lộ luôn cho bác xem nhé. Còn bình thường là nó sẽ phủ kín sơn, mình nhìn thấy cần nào cũng thế. 4,5 là số 4 nhé, cân nặng cho bác này 265 g, 1.57 ly. Con này em lấy các bác là 900k nhé. Đấy, 4,5 đợt 4 thì không rẻ hơn rồi. Sang mã 14 này, 14 này sẽ làm chiếc cần cũng thuộc dòng hiếm này. Nhiều bác bảo xong rồi bảo cái nào cũng hiếm. Hiếm hay không thì thực sự là bọn em đi, các bác nhìn trên khách bên shop khác người ta mua cũng vậy, hoặc là shop em vậy, thì những chiếc cần nào mà lâu lâu mới xuất hiện một lần ấy, thông số, chiều dài, ngoại hình ấy, thì cần đấy là cần hiếm. Vì bình thường là nó không có sẵn, lâu lâu mới mua được một cây đâu, mà nó lâu lâu một cân giá rất là cao. Ở đây sẽ làm cho cần 6m3 đọt số 2 của Daiwa, bản này chắc em bán cây này chắc cây thứ hai hoặc cây thứ ba là cùng, sinh ra em bảo hiếm. Đấy, dòng này không không có, ít gặp. 6m3 đọt số 2 nhé, đọt 1 thì không giá trị mấy vì độ mềm hơi mềm một chút, còn đọt 2 này thì nó làm rất là nhiều việc. Các bác ISO cũng rất là ok, mà các bác hạ tay để câu chép dịch vụ 5-7 kg cũng ok luôn. Đấy, câu dòng này thì nếu mà câu cá to ấy, thì cảm giác cực kỳ sướng, mang theo bảo hiểm nữa. Đấy, phôi bên trong còn rất là đẹp các nhé. 63 đợt 2 của Daiwa, sản xuất tại Nhật, vân hai da gần như toàn thân nhé, lên trên ngọn sẽ là carbon vân vải. Đấy, đặc trưng của Daiwa mấy cái bản này ít cây là vân lên hai ngọn lắm. Shimano thì có 1-2 bản. Đấy, 63 đợt 2 cân nặng cho bác này 295 g, cũng khá là nhẹ nhé. Ngọn là 1.45 ly. Và con này nếu bác là 1.800k ngày hôm nay, mã số 14. Mã số 15. 15 sẽ làm chiếc cần 5m3 đợt 1 của hãng Daiwa, sản xuất tại Nhật. Cần này sẽ có bản zoom nhé, con này sẽ có zoom cho các bác chơi. Đấy, hai cái khuyên nó gần nhau này này là cách khúc zoom. Các bác zoom 4,5 m, 5m3. Đấy, khi các bác muốn câu 4,5 m, các bác đóng chặt lại vào. Đấy, tự động nó sẽ khóa lại mà sẽ không rút ra được. Để câu, khi các bác thích dài bác rút ra. Đấy, câu hai chế độ. Khá phê nhá. Con này thì phôi còn rất là đẹp. Phôi trong này sẽ là phôi màu carbon nhá, màu hơi ghi xám.
vân còn đẹp sáng, cần không lỗi làm gì. 54 đợt 1 cân nặng này 190 g, ngọn là 1 chấm, xem nào, con này ngọn khá to ha, 1.15 ly. Con này các bác là 750 k nhé, bản zoom và Nhật sản xuất. Đấy. 16 là một chiếc cần sút, tên nó sẽ là Root Grip. Bản này sẽ là một cái bản em bán rất là nhiều, dòng tầm trung. Đấy, được trang bị là bát Fuji. Đấy, khoen là khoen Fuji nhé. Cần đẹp, phôi sáng mà giá mềm. Đấy, lục là ngày xưa là nhập 750.000 một cây cơ nhé. Giờ hôm nay em bán cho bác có 600.000 một cây thôi. Đấy, lục giá này thì nhiều anh em nào mà kinh phí thấp, anh em chơi mua về để chơi đánh sông hồ đều được nhá. Ngọn là 2.4 ly, nặng là 390 g, 600.000. Đấy, mã 16 quá im. Mã 17 này, 17 này sẽ làm chiếc cần của hãng Shimano. Bản này thì sẽ ngon hơn nhá. Bản này sẽ có chiều dài là 4m50, cứng là cứng 25. Và bản này sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, Shimano. Đặc trưng của những dòng này thì đít nó đều có tựa giống nhau nhá, đều giống của dòng Sun Leader. Đấy, cái đít nó đều có bọc đít cao su như này. Con này được trang bị bát là bát Satellite này, bát Fuji đời Satellite. Khoen là khoen Fuji. Phôi thì còn sáng. Ở dòng này thì nó sẽ có cái định vị khuyên ở đây cơ nhá. Định vị nó sẽ là có một cái lớp màng keo nó phủ chỗ này to hơn một chút xíu, để khi khoen nó chạy qua nó sẽ dắt ở đây, người gọi định vị khuyên. Còn cái bản của Sun Leader thì nó sẽ đóng bằng carbon đúc luôn. Còn cái này nó sẽ bằng keo nhá. Đấy, bằng keo này thì nó có lợi thế là khuyên rất là ít vỡ. Còn bằng carbon cứng quá như hơi giật nó sẽ bị sốc, nó sẽ bẻ vỡ cái miệng khuyên của cái đấy ra. 4m50 cứng 25, cân nặng này 440 g, ngọn là 2.65 ly, khá to nhá. Giá con này là 1.450 k. Đấy, bản lục xịn, phôi cực kỳ tốt. Rồi sang ba cái cuối cùng này sẽ là ba cái bán phôi cho bác nhá, toàn phôi VIP thôi. Phôi mã đầu tiên là mã 18 này, đây sẽ làm chiếc cần 5m3 đợt số 4, một chiếc cần bán phôi để cho bác về các bác hạ tay, hoặc là các bác có thể lên nệ khuyên để câu, cực kỳ đẹp các nhá. Vân hay da con này sẽ đẹp, có anh rõ không ạ? Đấy, vân hay da rất đẹp nhé. Và con này sẽ 4 lóng trên cùng sẽ là hai da, hai lóng trên cùng sẽ là xoắn vòng. Đấy, thì đặc trưng dòng này các bác biết rồi. Con này bán cho bác bộ phôi thì chính xác nặng hơi quá đáng, nhưng mà nó đang bị lỗi một khuyên nhé. Đây các bác này, nó đang bị lỗi mất một khuyên, còn toàn bộ khuyên còn lại thì ok, không lỗi gì nhá. Thì em sẽ trừ cái giá khuyên này, ở đây cái khuyên nữa là hai cái này, cái lứt này, ba cái lứt, bốn cái lứt, nói chung là nhìn thì đẹp đấy nhưng mà mất mất 3-4 cái. Con này bình thường thì khoảng 1.4 triệu, con này sẽ bán cho bác là 1.100 k con này nhá. Mã số 18, cân nặng 370 g, gọn 1.69 ly. Con này hạ hết đi, các bác đi dịch vụ các bác câu chép 5-7 cân thoải mái luôn nhé, cần cực kỳ đanh và lấy. Đấy, mã số 18. 19 sẽ làm chiếc cần phôi nữa này, 19 sẽ làm chiếc cần của Daiko nhá, đít lở các bác này. Hôm nay có hai cây, một cây bát đúc và một cây bát kẹp. Thì bác nào mà hạ tay ấy, thì bác lấy con này, bác nào mà dựng lại khuyên thì bác lấy con này. Đấy, bát đúc thì nó rất là đẹp nhưng mà hạ tay thì cực kỳ khó vì nó không tháo được, vì toàn bộ này sẽ liền khối với nhau rồi, không cắt được nhá. Đấy, các bác là hạ tay qua đánh con này 5m3 đột 1, một chiếc cần của Daiko. Con này là khuyên Fuji Xích nhá, cực kỳ đẹp nhá. Con này bị tụt bu ấy nhá, chính xác con này là bị tụt bu nhá, còn ngọn còn rất đủ và dài luôn để cho bác câu nhá. Con này đợt hot nhất khoảng tầm 1.5 triệu một cây bản này,
còn gần đây thì giá đã mềm đi khá nhiều đấy. 5m3 đột 1, cân nặng 170g, ngoại đúng 1 ly lấy các bác là 850k này nhá, để cho bác về các bác hạ tay, các bác nào thích lên khuyên cũng lên được luôn, chỉ 43 khuyên chạy một đầu bu là lên được khuyên ISO. Còn con này thì sẽ ngon hơn một chút xíu nữa, con này mã 20 cũng 5m3 đột 1 nhưng mà đời con này sẽ là đời cao hơn và bát nó sẽ là bát đúc nhá. Đấy, dàn khuyên cũng vậy, cũng chỉ mất 3 chiếc khuyên chạy và một cái đầu bu thôi, phôi bên trong còn rất là đẹp và sáng luôn. Đấy, dòng Daiko thì phôi nó rất là lẩy và đanh đó nhá. Đấy, ngọn còn rất là dài, ngọn lối long phụng, có định vị nóng cho bác luôn này. Đấy, con này thì có định vị nóng cho bác nhá. Con này thì cân nặng cho bác này, ngọn 1 ly nặng 188g, con này thì 900 ngàn. Đấy. Đấy, hôm nay bác tổng cộng là 20 cây, để các bác xem mà ưng được nào thì báo cho em. Hẹn các bác vào những clip tiếp theo nhá. Bye bye.